chưa ăn nữa không? Không có ba con không ăn. Sao không có ba là không ăn hả? Như vậy á thì mày đi theo thằng cha mày luôn đi. Không, mày chửi con. Mẹ xin lỗi, tại mẹ giận ba con quá cho nên mẹ hơi bị nóng tính, mẹ xin lỗi con. Mà ba làm gì mà mẹ giận ba mẹ? Con thấy đó, hôm nay là Noel mà ba con không có chịu ở nhà với lại mẹ con mình, vậy mà đi ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè vậy á. Hay là giờ mẹ gọi điện cho ba về đi. Vậy hả? Dạ. Không được, ba con là người có lỗi thì ba con phải gọi điện thoại về cho mẹ hoặc là về đây xin lỗi mẹ chứ, tự nhiên mẹ gọi điện thoại mẹ năn nỉ hả? Vậy con xin lỗi mẹ giùm ba nha. Thôi mà, cái này chuyện người lớn, thôi ăn đi. Nè, bây giờ mẹ phải đi ra ngoài cửa hàng mẹ mua một số thứ rồi tối về hai mẹ con mình đi chơi nha. Dạ. Nè, nghe mẹ dặn nè, ở nhà khóa cửa cẩn thận và nhớ là đừng bao giờ cho người lạ vô nhà, biết chưa? Dạ. Ừ, mẹ đi mua đồ chút xíu rồi mẹ con mình đi chơi Noel nha. Dạ, mẹ yên tâm. Ngoan. Mẹ ơi, để quên điện thoại. Không có bà ở nhà, chán thiệt. À, chắc là bà hết dựng mãi cho nên bà về rồi. Sao ngạc nhiên dữ vậy? Ông vừa nói anh tới phát quà cho con phải không? Đúng rồi, ông tới phát quà cho con đây. Con ở nhà con mình à, ba mẹ con đâu? Dạ, ba con đi nhậu với bạn rồi, còn mẹ con đi mua đồ để lát nữa con với mẹ con đi chơi Noel đó. Mà ông vừa nói em tới phát quà cho con phải không? Đúng rồi, hồi nãy ông đi xe Tùng Lộc bay ngang qua, ông thả quà rơi xuống cái chỗ nóc nhà của con rồi. Bây giờ con phải cho ông vô nhà, ông leo lên nóc nhà, ông lấy cái món quà nó xuống cho con được không? Dạ. Ơ, nhưng mà... Sao vậy? Mẹ con dặn là không cho người lạ vô nhà. Ông là ông già Noel, phát quà cho con mà gọi là người lạ hả? Không tin hả? Thôi được rồi, thôi để ông đi qua nhà khác ông cho quà. Mai mốt từ nay là sao, ông không thả quà xuống nhà con nữa đâu. Ơi, ông già Noel ơi, đừng cứ đi. Thôi ông vô nhà lên lầu lấy quà xuống cho con nha. Ừ, ngoan, ông lên lẹ lắm rồi. Dạ. Cái xe Tùng Lộc nó chạy đi mất tiêu rồi. Bây giờ chắc ông phải đón xe taxi dí theo mới được. Xe taxi phải tốn tiền lắm đó. Đúng rồi, tốn tiền dữ lắm. Mà ngặt một nỗi ông để quên tiền trên xe Tùng Lộc của ông rồi. Thôi bây giờ vậy nè, con biết ba mẹ con cất tiền đi đâu không?
con lấy tiền đó cho con mượn đi. Qua năm sau lỡ phát hoài cho con, ông sẽ trả lại tiền đó cho ba mẹ con nghe. Dạ, để con lấy tiền cho ông. Tiền này nè là con để dành cũng gần 200 rồi đó. 200. Con định kêu ba con chở con tới chỗ quyên góp làm từ thiện cho mấy bạn ở vùng bão lụt đó. Mà nhân tay đủ tiền đi taxi chưa ông? Con hay là gì nè, con dẫn ông lên trên cái chỗ nào mà ba mẹ con cất tiền đi, động lên lấy tiền nhiều hơn. Thầy, ông nghĩ là cái tiền không đủ đi trong đi đâu. Không được đâu. Sao vậy? Cái chỗ đó ở trong phòng ba mẹ con á, không có ai được vô trọng đâu. Mỗi lần ba mẹ con muốn lấy tiền á là cầm nguyên một cái thẻ nhỏ xíu vậy nè, xong rồi lại cái đằng chỗ kia rút vô là lấy tiền được à. Vậy là ba mẹ con xài thẻ ATM hả? Sao hồi nay xui dữ vậy ta? À thôi được rồi, bây giờ ông phải đi, để nhiều bạn chờ nữa nhé con. Ông đi vậy. Ông ơi. Gì vậy? Con muốn nhờ ông một chuyện. Nhờ chuyện gì? Con buồn lắm. Noel tới mà ba mẹ không có cả nhà hoài à. Ông ơi chịu làm lành trước á. Con thì muốn ba mẹ con vui vẻ để chở con đi chơi Noel. Ông có cách nào để giúp ba mẹ con làm quên không? Quá. Rồi chúng xin ra ba với mẹ con ai về trước? Dạ mẹ con. Mẹ con sắp về rồi đó. Sắp về hả? Bây giờ nè, con chạy vô lấy một cái giấy với lại cái viết. Nhanh đi. Dạ. Lẹ đi. Lẹ nha. Dạ. Ông ơi. Con gì con? Không. Rồi. Rồi. Bây giờ nè, con đợi ông chút nha. Dạ. Đây. Đây. Món quà này con về con trao lại cho mẹ con. Thấy chưa? Dạ. Khi mà mẹ con nhận được món quà này thì chắc chắn là bà hãy cho mẹ con sẽ về với nhau. Hiểu không? Thì con không. Ông nói thiệt, ông giúp con, không để con không tin ông. Hiểu không? Dạ. Ừ, thôi ông đi nghe. Bây giờ để không thôi mất công là lộ hết. À không phải, mất công bạn mấy bạn nhỏ nhỏ đợi ông trễ giờ, hiểu chưa? Ông đi giờ nghe. Ông ơi, còn một chuyện nữa. Chuyện gì nữa? Ông cầm con gấu bông này nè, ông tặng cho mấy bạn ở vùng bão lụt đi. Đây là con gấu bông con thích nhất đó. Nhưng mà con gấu này là con thích nhất mà, sao con đem tặng cho người khác? Nhưng mà con có quà của ông, ba mẹ con làm quầy là con cũng vui rồi. Ông cứ đem tặng con gấu bông này tặng cho mấy bạn ở vùng bão lụt đi. Ăn thiệt hả? Dạ. Con thiệt là có tấm lòng vĩ đại, còn nhỏ mà biết suy nghĩ là tốt lắm. Thôi ông đi nghe. Chú thấy xấu hổ quá. Ủa? Sao ông xin chú giết con? À, không phải. Tại ông thấy con tốt bụng quá, ông muốn làm bà con với con vậy thôi. À, cái con gấu mà con thích nhất này á, ông sẽ đem đến cho một đứa bé. Một đứa bé có một hoàn cảnh với tuổi đời cũng chẳng bằng tuổi con vậy đó. Cậu bé đó tên là Sinh. Ủa? Sao ông hay quá vậy? Ông nhớ tên bạn đó vậy? Ta thấy ta có lỗi với nó. À không, ta thấy ba của đứa bé có lỗi với đứa bé lắm. Anh ta là một thanh niên hư hỏng, suốt ngày biết ăn chơi, nhậu nhẹt, đánh đập vợ con, bỏ nhà đi, lên Sài Gòn, không làm ăn được gì hết, đâm ra hư hỏng, rồi trở thành người trộm cắp. Trộm cắp? Cô còn nói trộm cắp là xấu lắm đó.
Đúng rồi, trộm cắp là xấu lắm, không nên đâu. Nhưng mà tin chắc là bắt đầu kể từ ngày hôm nay, anh ấy sẽ biết sửa đổi, sẽ không trở thành người trộm cắp nữa. À, món quà này ông sẽ giao cho cậu bé đó ha. Dạ. Còn bây giờ á, con em cất con heo lại. Cất con heo đi con. Ủa sao vậy không? Ừ, ông cũng không cần thiết sử dụng tới 200 ngàn đâu. Số tiền này con cứ giữ đó, đến một lúc nào đó con sẽ nhờ ba của con chở tới tận nơi, giao cho người có hoàn cảnh rất khó khăn, như vậy nó sẽ quý hơn. Con hiểu không? Cất đi con. Cất đi con. Dạ. Ừ. Để đây nè. À, đây nè, điện thoại nữa. Con phải giữ đàng hoàng, đừng có để người lạ vô lấy mất nha con nha. Dạ. Ông phải đi đây, con là một đứa bé ngoan. Năm sau có dịp ông sẽ tới thăm con nha. Dạ. Ngoan, ở nhà coi chừng nhà, không cho ai lạ mặt vô nhà nữa chưa. Dạ. Coi chừng nhà nha, ông đi đó. Con chứ không ai hết trơn á. Đâu, quà đâu? Nè, ông già Noel nói khi mà mẹ mở hộp quà này ra, ba với mẹ sẽ hết chuyện nhau liền. Làm gì có chuyện đó. Cái gì đây? Gửi vợ yêu, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi vợ yêu quý. Mẹ gọi điện thoại cho ba nha. Dạ. Anh hả? Anh, hồi nãy em cũng nóng tính quá, em cũng có lỗi. Thôi em xin lỗi anh nha. Bây giờ anh về với mẹ con em đi. Em có mua đồ ăn nè. Mình ăn xong rồi hai vợ chồng mình chở con đi chơi Noel nha. Dạ. Dạ, em chờ anh ở nhà nha. Ba con nói ba con về liền đó. Quay không, già Noel. Quay không mẹ.